Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta cùng học môn tiếng Việt lớp 4 sách Cánh Diều, bài đọc văn hay chữ tốt. Rồi trước hết là mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém. Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản. Gia đình già có một việc oan uổng, muốn kêu oan. Nhờ cậu viết giúp cho lá đơn có được không? Cao Bá Quát vui vẻ trả lời: Tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin sẵn lòng. Lá đơn viết lý lẽ rõ ràng, Cao Bá Quát yên chí quan sẽ xét nỗi oan cho bà cụ. Nào ngờ chữ ông xấu quá, quan đọc không được nên thét lính đuổi bà ra khỏi huyện đường. Về nhà, bà kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Ông biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ cũng chẳng ích gì. Từ đó, ông dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong 10 trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách chữ viết đẹp làm mẫu để luyện nhiều kiểu chữ khác nhau. Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Tài viết chữ đẹp của Cao Bá Quát vang xa khắp vùng. Người dân thường tới nhà ông xin câu đối về treo, nhất là vào dịp Tết. Không những viết chữ đẹp, Cao Bá Quát còn nổi tiếng về tài văn thơ. Ông có thể xuất khẩu thành thơ, làm câu đối mọi lúc, mọi nơi. Ý tứ rất chuẩn mực, sắc sảo. Tài năng văn chương của ông khiến cả nhà vua cũng phải thán phục. Ông nổi danh khắp nước là người văn hay chữ tốt. Theo chương chính Đỗ Lê Chẩn. Chú thích và giải nghĩa: khẩn khoản, tha thiết năn nỉ người khác chấp nhận yêu cầu của mình. Huyện đường, nơi làm việc của quan huyện trước đây. Ân hận, băn khoăn day dứt và tự trách mình về việc không hay đã để xảy ra. Câu đối, thể văn cũ gồm hai câu có số lượng từ bằng nhau và đối chọi nhau cả về lời lẫn ý. Xuất khẩu thành thơ, nói ra là thành thơ, làm thơ rất nhanh. Dựa vào nội dung bài đọc, các em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. Vì sao nhiều bài văn của Cao Bá Quát tuy hay nhưng vẫn bị điểm kém? Thuở đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém. Rồi như vậy, các em trả lời câu hỏi số 1. Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém. Câu 2. Điều gì xảy ra khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ thật đẹp? Một hôm, có bà cụ hàng xóm sang khẩn khoản. Gia đình già có một việc oan uổng muốn kêu oan. Nhờ cậu viết giúp cho lá đơn có được không? Cao Bá Quát vui vẻ trả lời: Tưởng việc gì khó, chứ việc ấy cháu xin sẵn lòng. Lá đơn viết lý lẽ rõ ràng, Cao Bá Quát yên chí quan sẽ xét nỗi oan cho bà cụ. Nào ngờ chữ ông xấu quá, quan đọc không được nên thét lính đuổi bà ra khỏi huyện đường. Về nhà, bà kể lại câu chuyện khiến Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Ông biết dù văn hay đến đâu mà chữ không ra chữ thì cũng chẳng ích gì. Từ đó, ông dốc hết sức luyện viết chữ sao cho đẹp. Rồi như vậy, các em tham khảo câu trả lời. Điều gì xảy ra khiến Cao Bá Quát quyết tâm luyện viết chữ thật đẹp? Có một bà cụ hàng xóm sang nhờ Cao Bá Quát viết cho một lá đơn kêu oan. Mặc dù lá đơn viết lý lẽ rõ ràng, nhưng chữ xấu quá quan đọc không được nên thét lính đuổi bà cụ ra khỏi huyện đường. Biết chuyện, Cao Bá Quát vô cùng ân hận. Từ đó, ông dốc hết sức luyện chữ viết sao cho đẹp. Câu hỏi số 3. Tìm những chi tiết cho thấy quyết tâm luyện chữ của Cao Bá Quát. Rồi, các em tìm trong bài đọc. Những chi tiết cho thấy quyết tâm luyện chữ của Cao Bá Quát. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong 10 trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp làm mẫu để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau.
Rồi như vậy các em tham khảo câu trả lời. Những chi tiết cho thấy quyết tâm luyện chữ của Cao Bá Quát. Sáng sáng, ông cầm que vạch lên cột nhà luyện chữ cho cứng cáp. Mỗi buổi tối, ông viết xong 10 trang vở mới chịu đi ngủ. Chữ viết đã tiến bộ, ông lại mượn những cuốn sách có chữ viết đẹp làm mẫu để luyện thêm nhiều kiểu chữ khác nhau. Câu 4. Các thành ngữ xuất khẩu thành thơ, văn hay chữ tốt nói lên điều gì về Cao Bá Quát? Các thành ngữ xuất khẩu thành thơ, văn hay chữ tốt cho thấy Cao Bá Quát là người rất thông minh, có tài ứng khẩu. Làm câu đối mọi lúc mọi nơi, ý tứ rất chuẩn mực, sắc sảo, lời văn hay, chữ viết đẹp, là một người rất có tài văn chương. Câu 5. Từ câu chuyện Cao Bá Quát luyện chữ, em rút ra được bài học gì cho bản thân? Từ câu chuyện của Cao Bá Quát luyện chữ, em rút ra được những bài học cho bản thân. Việc gì cũng có thể làm được nếu chúng ta kiên trì luyện tập, không nản chí bỏ cuộc. Chữ viết rất quan trọng, nét chữ nết người, hãy luôn luôn rèn chữ cho thật đẹp. Rồi như vậy là các em tham khảo và làm bài. Bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và chúc em học tốt.